Mặc dù vụ bê bối của Volkswagen đã gây ra chấn động đối với ngành công nghiệp ô tô Đức, nhưng mới đây thì chính phủ Đức cho biết là ngành công nghiệp ô tô của nước này vẫn sẽ là trụ cột chính để dẫn dắt nền kinh tế. Tập đoàn sản xuất ô tô Volkswagen gian lận báo cáo lượng khí thải đã gây ra chấn động đối với ngành công nghiệp ô tô Đức. Tuy vậy, chính phủ Đức vẫn lạc quan rằng ngành công nghiệp ô tô của nước này đã và sẽ tiếp tục là động lực dẫn dắt kinh tế. Ngành công nghiệp ô tô là một ngành rất sáng tạo và thành công đối với kinh tế Đức. Ngành này cũng giúp tạo ra nhiều việc làm. Chúng tôi tin rằng ngành công nghiệp ô tô sẽ tiếp tục duy trì khả năng cạnh tranh. Trước đó, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và cơ quan đăng ký xe của Đức cùng nhau thảo luận để nhanh chóng làm rõ vụ việc. Tôi cho rằng Bộ trưởng Giao thông Vận tải cần cùng với các cơ quan đăng ký xe tiến hành các cuộc thảo luận cần thiết. Đó là cách duy nhất để đạt được sự minh bạch. Các biện pháp cần thiết đang được thiết lập, theo những gì mà tôi được biết cho tên này.